Trong quá khứ, Tổng thống Trump đã khoa trương về quan hệ giao thương của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và xúc tiến một hiệp định thương mại mới giúp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản của Mỹ. Nhưng ông Trump đã trở nên cứng rắn hơn đối với Bắc Kinh vì nước này giấu thông tin về mức độ nghiêm trọng của virus corona khi nó phát xuất ở Vũ Hán. Những gì Trung Quốc đã tung ra cho thế giới thật không thể hiểu nổi. Chính quyền Tổng thống Trump mới đây đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, Texas, cáo buộc họ dùng nơi đó làm trung tâm gián điệp và đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ. Hoa Kỳ cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Trung Quốc với cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người Hồi giáo Uyghurs và xâm phạm quyền tự do dân sự ở Hồng Kông. Những người ủng hộ con đường ngoại giao lo ngại về chiến lược cứng rắn mới của ông Trump. Càng ngày càng thù địch và đối đầu, theo cách mà tôi nghĩ sẽ làm tổn hại đến lợi ích của Hoa Kỳ. Ông John Bolton, người từng là cố vấn an ninh quốc gia, ủng hộ chính sách diều hâu của ông Trump, nhưng giờ lại phê bình Tổng thống và chỉ trích chính sách cứng rắn đối với Trung Quốc. Ông Bolton nói với VOA rằng nó đơn thuần phục vụ cho mục đích tranh cử. Tôi nghĩ rằng mối quan hệ của Trump với Tập Cận Bình lên xuống tùy thuộc vào viễn cảnh của ngày bầu cử. Và nếu Trump tái đắc cử, tôi nghĩ Tập Cận Bình sẽ lại là bạn thân của ông ấy. Ông Trump hiện đang sử dụng chính sách cứng rắn với Trung Quốc để tấn công đối thủ phe Dân Chủ là cựu Phó Tổng thống Joe Biden là đã nhu nhược với Trung Quốc. Khi là Phó Tổng thống, ông Biden phản đối thuế quan. Ông ấy đứng về phía Trung Quốc, không muốn làm gì để phá vỡ mối quan hệ với Trung Quốc. Khi là Phó Tổng thống cho ông Barack Obama, ông Biden ủng hộ các cam kết có điều kiện với Trung Quốc về các vấn đề an ninh và thương mại. Chúng ta không sợ sự trỗi dậy của Trung Quốc. Chúng tôi muốn thấy Trung Quốc thăng tiến, tiếp tục trỗi dậy một cách có trách nhiệm. Nhưng chính quyền Obama cũng cố ngăn chặn sự gây hấn của Trung Quốc bằng cách tăng cường sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương và củng cố các liên minh khu vực. Ông Biden đã chỉ trích ông Trump là tuyên bố cứng rắn nhưng hành động mềm yếu, không thể ngăn cản Trung Quốc. Ông cho biết sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc, nhưng các nhà phê bình nói rằng ông Biden không có chiến lược thay thế rõ ràng. Tôi nghĩ rằng ông ấy không thực sự có một triết lý mạch lạc về chính trị quốc tế hay tầm nhìn nội bộ, mà ông ấy chỉ đối đáp. Hai bên cũng cáo buộc nhau là có mối quan hệ kinh doanh gia đình với các công ty Trung Quốc, khiến những xung đột lợi ích có thể xảy ra. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí